Yo, hello, what's up chào anh em nhé. Quay trở lại với channel mình đây, từ từ bà đạo người nhá. Xin chào anh em game Gomu đã huyền thoại nha, là mình đây từ từ bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video, về đầu video anh em xem like và một đăng ký kênh hỗ trợ đầu phát triển nha, cộng người rất nhiều. Ok, tiếp tục hành trình ngày thứ năm mà. Ừ, ngày thứ năm anh em quay sự kiện mới các bạn. Ui, gần 200 dương này. Hơn 200 người mua anh em, căng nhà không đủ các bạn. Ok, hôm nay ngày thứ năm rồi anh em, sáng thì tôi cũng có nhận qua quà rồi. Hôm nay chưa cày cuốc gì luôn anh em, bây giờ mới đặt tay vào cái cuốc đây. Vượt ải tinh anh 3 lần à. Ok, 1, 2, 3, cái này thì đơn giản các bạn, cơ bản thì ngày nào phải quét thôi. Tôi chưa pull map anh em, cơ bản ạc này thì các bạn biết rồi. Tiện này thì qua đây cũng cập nhật quà cáp luôn anh em, cốt cùng các kiểu anh em. Hiện tại quà cáp và cốt vẫn còn rất là nhiều, anh em chưa nhận được trên thử nhận các bạn nhé. Ok, cho tem độ chính đi nào. 98k. Chắc tí lên 100k anh em, úp 100k lên chiến lạc này. Tem độ chính các bạn nhá, úp 100k tem độ chính. Hôm nay thì có quà code rất là nhiều, hôm qua tối qua bạn ấy là livestream nữa. Tôi thì không nhận được code nào nhưng mà mấy anh em đã nhận được code hết chưa? Bạn nào chưa nhận được code thì tranh thủ online nhận code nhá. Code rất là nhiều luôn. Căng thì không buôn sao rồi anh em, cái đấy ok các bạn. Tích 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 nộ anh em, đây là một trong những phong cách đánh để các bạn có thể sớm ulti quay sớm pull map hơn đó. Ok, chưa đi luôn à, thế đi anh em. Này chắc chắn là sẽ cho cả đi lên lên tím rồi anh em. Quăng cho cả đi lên tím anh em. Làm gì làm các bạn. Làm cái gì làm anh em, quăng cho lên tím. Ok, full sao. Ok, tới nào. Biến sát thương ấy à, cái này như chỉ sát thương vật lý thôi anh em. Chẳng thế chỉ sát thương vật lý là thôi anh em. Ok, ấy thổi nào, vẫn win các bạn. Ok, thế không được rồi, tạm thời trước mắt thì đã. Từ đây anh em qua quà đó nào, qua KDA nên nào anh em. Rồi, chúc mừng anh ấy lên skin mới các bạn. Lên luôn nào, 25 nào. Tạm ổn. Ok, đi nhập code anh em nha. Ok, bạn đã nhận code dùng chung mới nhất, anh em vui lòng lên Gomu huyền thoại fanpage anh em. Ok, và sau đó qua phần bài viết các bạn để xem nào, nay trên fanpage chúng ta có gì hot không. Livestream cùng Mochi Robin. Ừ. Ok, bạn Gomu huyền thoại rồi. Ok, 5 code dùng chung. Không có cốt chung mới nào anh em xem nào. Đây, hai mắt hai chim cùng Robin. Này, anh em comment gì đây. Ok, Levi chào chim cùng Robin hả, quà gì không anh em, thử comment là toàn có đen dùng chung à. Robin 40 mạnh thôi, cũng không có code anh em, không code quà gì hết. Còn về Gomu hiện tại thì anh em hiện tại các bạn nên comment có đen 50k like này. Hiện tại xem nào, chúng ta được bao nhiêu rồi,
48 rồi anh em, 49 rồi, còn 1k thôi anh em. Ngày mai nữa chúng ta tranh thủ sẽ nhận được quà mốc 50k đây anh em. Đấy, 50k khá là ngon các bạn. Mốc đây nữa các bạn chưa nhận thì tranh thủ nhận nhá. Đó, hai phần quà tuyệt vời luôn anh em. Đó. Thế rồi anh em, chưa gì hot nữa, có gì tôi cập nhật anh em thêm sau. Giờ về game này anh em. Ok, nhưng hôm nay thì cũng có hai quả cốt mới anh em, nhập vào đua top bảng VIP không. Đầu tiên là con đen dùng riêng. Có lẽ chắc không cần phải nói anh em biết rồi. Cái cốt tôi vừa nói anh em 50k like đây anh em, trên tham gia thì anh em thuộc tham gia. Ok, tôi có video hướng dẫn rồi nhá, nên không làm lại. Ok, tiếp theo là con đen livestream anh em vui cùng Robin. Ui, 40 ảnh Chabo à. Rực rỡ đấy nhờ. Ui, xịn sò anh em, rực rỡ luôn các bạn. Ui trời ơi. Ấy. Ok các bạn. À. Thành tiểu nhận quà. Nhận quà quà anh em. Up VIP 2 nên VIP 3 còn hơi dài anh em, giờ nên VIP 3 còn hơi dài. Chi xa. 40k anh em. 40k. Tại chúng ta có bao nhiêu mảnh Sabo rồi xem nào. Uầy. Trời ơi. Có dám man không chứ ạ? Trời ơi. Hè lụm quả cốt nó đến đúng lúc luôn anh em, hai quả cốt đến đúng lúc luôn các bạn. Lụm hai cốt triệu hồi Sabo về đội đưa tốt vào VIP không anh em. Trời ơi, quá rực rỡ luôn anh em. Không đua hơi phí các bạn. Thế nào? Búp được chiến anh em. Rồi ok các bạn, rồi up nào. Đúng kiểu không đua thì hơi lãng phí anh em. Ok, anh Sabo lên nào. Trời ơi, có Sabo về đội tuyệt vời anh em. Bỏ Sanji nhá. Zoro đang có sao cao anh em nên tạm thời giữ lại Zoro. Quá tuyệt vời luôn các bạn, có đủ lên tím không? Cho lên tím luôn anh em. Tăng nào. Búa các bạn, thiếu búa anh em, từ từ các bạn. Ok. Chopper này. Cảm tạm anh em. Uầy, đầy căng đấy nhờ. Cứ thong thả anh em, không có gì phải bình, không có gì phải lo lắng anh em, cứ bình tĩnh thôi. Ok, khi điện dùng gì đến 10 lần hả? Ok, Sabo ra trận nào 103k anh em. Uầy. Mặc dù hơi tiếc các bạn, đến ra là phải lâng sao đấy anh em, nhưng mà thôi các bạn, có hơn không các bạn, đúng hay sai, có hơn không anh em. Ít nhất thời điểm hiện tại chúng ta đã có được nguyên tem Sabo và ấy rồi thì ngon rồi anh em. Anh em nào mà nhảy xe mới thì đoạn đầu thì các bạn sẽ có full code này lâu rồi, nhưng mà hiện tại tôi mới có anh em. Nói chung thì cũng hơi tiếc, nhưng mà thôi cũng được anh em, có ăn không. Kìa, nãy còn đánh win được mà giờ win rồi à. Cay nhờ, bên này sao. Bên này sợ tem này cũng không ăn được anh em. Ok, còn thiếu một người nữa. Nhìn này là không ăn lại rồi. Thôi quen cán quét tạm thôi anh em. Ok, túi nào nhận quà anh em. Thành tiệu. Tiệm. Ok anh em. Hai lần. Ba lần các bạn. Ok. Bô xa xa bô anh em. Sao búa chứ bao nhiêu đâu mà. Lên tím. Ok các bạn, giờ cộng kín nữa. Cay nhờ. Vâng, nói chung thì cũng tạm anh em. Thấy quá phê anh em. Đại hải trình. Ăn gì chopper cần đánh Sabo cơ nào. Ok, Sabo ra là lượm luôn anh em. Gắt thế nhờ.
Hey, quả cốt làm đi cho ngon giá man luôn ạ. Ngon không gì để bàn cá luôn anh em. Ôi mai ạc chính này thì mai ạc chính tôi lại còn ấp sao nữa rồi anh em. Cái này mai ạc chính ấp sao rồi. Ây chà, ngon lành các bạn. Tiếp tục tấn công nào. Nói ra nói anh em cũng không được, quên nào phụ được tôi này, tôi sẽ cày đây anh em. Cứ đánh thôi, giờ quay clip bạn xem tí thôi, xong tí tôi sẽ cày hết nhiệm vụ anh em. Quá tuyệt vời. Thêm anh Sabo về đội các bạn, đúng là sai. Nếu với đảng nông dân thì tôi nghĩ không biết là các bạn thế nào, nhưng cá nhân tôi thì thấy như là ok được không ạ. Thêm được một người về đội là thêm một niềm vui rồi anh em, quá tuyệt vời. Sabo anh em, cháy thế nhá. 5 bánh bao khi né mòn. Tiếp tục là cái okay, lượm luôn anh em. Rồi. Hay quá. Rồi. Combo liên tục anh em. Hết trận rồi. Vừa rồi. Không sao bạn, thế này là cũng ngon rồi. Thế không phải nói anh em, thế này là quá ok rồi các bạn. Vẫn là cho chopper anh em, nó đúng cái sai vẫn cho chopper và nó vẫn phải có búp anh em, đánh tem mà không búp thì nghe nó vẫn hơi yếu đuối. Ok tuyệt vời anh em, nói chung được hai phần quà gift code mới đấy anh em, tranh thủ tham gia và nhận nhá. Ok nó bây giờ thì thôi chắc video tôi cũng kết thúc rồi anh em, mọi người theo cảm ơn mọi người theo video kênh tự tử bá đạo rất nhiều, và anh em thu với con game Kumu điện thoại là người đăng ký bật chuông thông báo nhá. Bye bye mọi người.